Good morning cả nhà. Hôm nay Vân đang ở công ty Nu Skin ở trước cửa trụ sở chính của công ty Nu Skin ha. Quay sơ cho mấy anh chị thấy. Không biết là mọi người có thấy Vân không? Nếu mọi người thấy Vân thì có thể nhắn giùm Vân. Ok. Rồi anh chị nào mà thấy Vân có thể nhắn hay là ok, thank you Liên. Hôm nay cái đề tài rất là thích hợp là tại Vân đang ở công ty ha. Và Vân đang tìm cái chỗ nào mà đỡ ồn ào chút, nhưng mà trước khi Vân tìm cái chỗ đỡ ồn ào thì Vân quay sơ cho mấy anh chị thấy. Hôm nay là rất là nhiều anh chị đến từ khắp mọi nơi đổ về để tham dự cái Gift You. Mỗi tháng mình đều có cái chương trình Gift You đây mấy anh chị. Và mỗi tháng á, là Vân rất là háo hức để được về công ty để được học hỏi từ các anh chị tư duy rất là thành công. Và nhờ những cái lớp học như thế này đó mà bản thân Vân đã được những cái gì mình muốn mấy anh chị. Ok, so Vân sẽ đi sơ một vòng ha trước khi Vân vào cái training ha. Vân sẽ quay sơ cho mấy anh chị thấy cái khung cảnh ở đây. Hiện bây giờ ở ngoài đấy thì nó hơi ồn, nhưng mà Vân sẽ vào trong để Vân lên cái kho. Sự kiện mình bắt đầu 1 giờ mới dẫn thua cho nên hiện bây giờ vẫn còn thanh tịnh. Vẫn còn rất là ít người tới đây. Vân sẽ đi ra ngoài sau, phía sau để Vân làm cái live. Đến cái chỗ thì lắm. Ok. Ngoài sau cũng rất là đẹp anh chị thấy à. Hello chị Lai, hello chị Loan Anh, tất cả anh chị em. Đây là phía sau của công ty mình ha. Rất là đẹp ha. Vân không đủ thời gian để quay nhiều như vậy, nhưng mà Vân sẽ quay và Vân sẽ đi cái cổng sau để Vân ngồi xuống làm cái live để mấy anh chị mình cùng thưởng thức cái cảnh phía sau. Rất là đẹp. Hello chị Lily. Ok. Rồi, mình sẽ tìm thấy những cái đèn ở đây. Hello. Ok. Nghĩ là nơi này là nơi lý tưởng nhất rồi. Ok, anh chị chờ con một phút ha. Yes, anh chị nào mà không đi chuyến tháng 5 này rất là tiếc. Rất là tiếc luôn. Bị nắng nó hơi chói chút xíu. Vân sẽ đi về cái hướng này chút ha. Ok. Mấy anh chị thấy cái nhà thờ sau lưng Vân ha, rất là đẹp. Ở đây trời mùa đông á cũng đẹp lắm mấy anh chị ơi, hầu như là tháng nào về đây á cũng có một cái đặc biệt của tháng đó. Và cảnh vật ở đây á bốn mùa rõ rệt. Đẹp lắm, cảnh nào cũng đẹp hết, mùa nào cũng rất là đẹp, cảnh nó theo mùa. Ok, so bây giờ Vân sẽ bắt đầu cái đề tài của mình ha. Đề tài thành công, tư duy thành công. Mấy anh chị
Nên chị có nghe cái kho sáng nay của Blue Diamond Linh Cao và Team Elite Tuấn Nguyễn. Giờ bên chị thấy, bên chị cảm nhận thế nào? Cho bạn thở xíu nha, tại đi hơi nhanh. Thật ra đó, trong cái công việc của mình hay là làm bất cứ công việc gì cũng vậy mấy anh chị, mình phải có cái tư duy thành công thì mình mới thành công được. Còn nếu như mà cái tư duy của mình nó quá nghèo nàn á thì chắc chắn á mình sẽ không có gặt hái được cái thành công mấy anh chị. Có bao giờ mấy anh chị thấy những người triệu phú mà có cái tư duy nghèo bao giờ chưa? Rất là khó đúng không? Nếu mà tư duy nghèo thì chắc chắn họ sẽ không có làm triệu phú được, họ sẽ không có thành công được. Cho nên đó là một trong những lý do mà Vân rất là mê về công ty mỗi tháng, là tại sao Vân được học hỏi từ các anh chị thành công. Tư duy họ rất là lợi hại mấy anh chị ơi. Tư duy họ không phải nói là mình càng gần họ mình càng mê, mình càng gần họ mình càng thấy được cái sự thu hút của họ. Mình càng gần họ mình cảm thấy mình học hỏi rất là nhiều mấy anh chị, rất là nhiều luôn. Đặc biệt là những anh chị mà Blue Diamond và Team Elite á, họ đã lên cái chức vụ này rồi thì họ không có phải là tư duy nghèo nữa mấy anh chị. Tại họ được đi học nè, họ được đào tạo nè, họ được gần những người triệu phú nè, thì họ giống những người đó mấy anh chị. Thì cái sự thành công của từng người một là không phải là overnight, không phải là ngủ một đêm sáng dậy mình mơ mình thành công là mình thành công mấy anh chị. Chắc là mấy anh chị thấy vâng hơi tối đúng không, tại ngoài nó hơi sáng, nhưng mà it's ok, không có sao. Vâng đang tìm cái góc sáng sáng. Oh ok, here you go. Sorry, tại không có quen cái cảnh này bao giờ. Ok, rồi, sorry mấy anh chị. Đó là lý do mà Vân mê về đây ha. Và mấy anh chị em ở Mỹ là mấy mình rất là may mắn hơn tất cả những anh chị em ở các nước khác. Vân biết hiện giờ trong Facebook Live của mình là có rất nhiều anh chị em ở khắp nơi Việt Nam và khắp nơi trên thế giới, chứ không phải là ở nước Mỹ mình không. Nhưng mà nước Mỹ và nước Canada là mình được có cơ hội về công ty mỗi tháng để được gần những người thành công, để mình build cho mình xây dựng cho mình cái đầu óc, cái tư duy của một người triệu phú mấy anh chị. Cái tư duy của một cái người mà phải nói là trên cả tuyệt vời luôn. Thì mấy anh chị mà có cái tư duy mà cứng rắn, cái tư duy mà thành công á, cái tư duy triệu phú á, thì mình mới là triệu phú. Vân nhớ là Vân có học từ một cái người Alan Agar là 10 million dollar circle mấy anh chị. Ông ta nói là lúc nào ông ta cũng cười hết trơn. Và khi mà gần ông ta đó là mình cảm thấy được, thậm chí là ông ta chưa có nói luôn mấy anh chị, chưa có nói mà mình cảm nhận được là cái từ trường thân thiện, cái từ trường thành công, cái lực hút của ông ta mấy anh chị. Phải nói là positive, always positive, là lúc nào cũng là cái bằng tích cực hết. Không có lúc nào mà ông ta complain hay là hồi sáng Vân rất là tâm đắc cái câu của chị Linh Cao nói, không có complain mấy anh chị, vì bất cứ hoàn cảnh nào nó đến với mình cũng là một cái lý do. Cho nên không có gì một cái lý do nhỏ như vậy mà mình lại than trời than đất. Tại vì mình phải có cái tầm nhìn, mình phải có một cái ước mơ nó thật là to. Làm bất cứ cái chuyện gì mình cũng gặp rất là nhiều khó khăn mấy anh chị, không có phải là nó đến với mình dễ đâu. Cái gì cũng vậy hết. Thậm chí là đi làm nail là một cái nghề dễ nhất luôn, mà mình cũng gặp rất là nhiều khó khăn thì mình mới lên được cái thợ giỏi đúng không? Và cái ngành nào cũng vậy hết. Mấy anh chị mà dấn thân vào cái ngành nào thì mấy anh chị cũng phải, thứ nhất là mấy anh chị phải học đúng không? Thứ nhì là mấy anh chị phải có cái tư duy mà mình làm được thì mình mới làm được đúng không? Và thứ ba đó là mình phải nỗ lực dấn thân và trả cái giá mấy anh chị. Mình làm bất cứ cái gì mình cũng phải trả cái giá cho cái sự thành công của mình thì mình mới thành công được đúng không? Còn bây giờ mà mấy anh chị mà muốn thành công mà mấy anh chị cứ tại bị bởi thì là cái cớ nó rất là nhiều, thì làm sao mà thành công được. Hôm qua Vân có nói chuyện với cậu Lộc ở Houston. Vân rất là thích cái tư duy của cậu Lộc mấy anh chị. Cậu Lộc năm nay là gần 70 rồi, nhưng mà cậu Lộc phải nói là tư duy của một người rất rất là thành công và không bao giờ bỏ cuộc mấy anh chị. Lái xe mỗi tháng đến đây 25 tiếng lái xe từ Houston qua Provo, Utah mấy anh chị, mà họ đi mỗi tháng đội nhóm Houston đi mỗi tháng. Có nghĩa là họ đang khát khao, ham muốn và thật sự là committed, thật sự là cam kết để thành công mấy anh chị. Mặc dù thành công nó không đến với mình một ngày một giờ, mặc dù cái thành công nó phải trả cái giá, nhưng mà họ sẵn sàng để trả cái giá cho sự thành công của họ mấy anh chị. Đó là những cái người mà phải nói mình phải học từ những người đó đúng không? Không phải là những người triệu phú hay là những người thành công rồi mình mới học. Nhưng mà có một số anh chị em vẫn cảm thấy mấy anh chị em rất là tuyệt vời, mặc dù chưa mới chập chững vào kinh doanh này thôi, nhưng mà cái tư duy mấy anh chị
bắt đầu chuyển, bắt đầu sửa và bắt đầu là tư duy của một người triệu phú, tư duy của một cái người thành công. Vân có nghe, Vân có thường nghe mấy người thành công hay nói là mặc dù bạn chưa phải là triệu phú nhưng mà bạn học từ những người triệu phú làm sao bạn làm y như vậy. Cách đi đứng, cách nói năng, cách diễn đạt, cách nói chung là học y như vậy, nhưng mà chỉ có một cái là không làm, là chưa có spend, chưa có xài tiền bằng triệu phú thôi. Từ từ. Cho nên là nếu mình cài được cái tư duy đó thì chắc chắn mình sẽ có cơ hội để thành công anh chị, chắc chắn luôn. Và cái kinh doanh mình là một trong những cái kinh doanh mà nó không phải dễ mấy anh chị, nó không có phải dễ, nhưng mấy anh chị đã thấy rất rất là nhiều người đã thành công rồi, đúng không? Có nghĩa là mình sẽ có cái chance, mình sẽ có cái cơ hội để thành công. Ok, thì mình phải cài đặt cái tư duy mình là gì, không có gì dễ hết. Tất cả cái gì đến với mình cũng là một cái thử thách hết, và mình phải trả cái giá. Nhưng mà câu hỏi ngược lại cho mình đó là mình có thật sự muốn hay không. Ok, mình có thật sự muốn trả cái giá cho cái sự thành công, cho cái tự do của mình hay không. Bây giờ nếu mà mấy anh chị cứ làm y như rằng, y như cũ, những cái gì anh chị làm thì anh chị gặt hái y như những gì anh chị gặt hái thôi, đâu có gì khác đâu, đúng không? Còn nếu như mà mình thay đổi, mình thay đổi, mình có một cách suy nghĩ khác, tất cả cái gì cũng bắt đầu từ cái suy nghĩ và cái ước mơ của ai đó mới thành công được, đúng không? Thì bây giờ mình ước mơ mình là một người thành công giống như những anh chị đứng trên sân khấu vậy đó. Thì bây giờ mấy anh chị chỉ làm y như họ thôi. Mấy anh chị chỉ cần đơn giản là tới họ và hỏi là em bằng cách nào em có thể làm y như anh, thành công y như anh, y như chị vậy. Thì người ta nói cái công thức của người ta, mình theo đó mình làm thôi mấy anh chị, đơn giản như vậy thôi. Mà cái công việc của mình á, bản thân Vân cảm thấy đó là nếu như mà mình nhìn vào một khía cạnh đó, chưa có ai thành công mà sản phẩm tốt, công ty tốt, thì tôi sẽ là cái người đầu tiên để thành công. Huống chi hiện bây giờ đã có trên 1.500 triệu phú đã được ra đời từ công ty này rồi, đúng không? Thì tại sao không phải là mình? Mà đường đi nước bước họ đã trải sẵn hết rồi, công thức, cách làm, rồi tất cả cái gì đó đã, họ đã, nói chung là đi chợ nấu cơm, nấu đồ ăn dọn sẵn cho mình hết rồi. Bây giờ bằng cách nào mình có thể ngồi xuống mình ăn một cách rất là ngon mấy anh chị? Mấy anh chị chỉ cần ngồi xuống mà ăn thôi. Ok, thì mình phải ăn mình mới no được, đúng không? Mình mới thưởng thức được. Giống như Vân hồi đó, tại sao Vân còn tồn tại trong kinh doanh này mấy anh chị? Vân kể ra lại cái câu chuyện của mình đó, là Vân không phải là người giỏi mấy anh chị, Vân là cái người rất là bình thường so với những anh chị giỏi khác, giống như chị Linh Cao, anh Tấn Nguyễn, anh An Nguyễn, và anh Tony Tạ. Những anh chị đó là những cái người mà đã có máu kinh doanh, là một người là rất là thành công ở phía ngoài rồi, chứ không phải vô Nu Skin mới thành công mấy anh chị. Thì so với họ, Vân không có phải là một cái gì hết, tại mình là cái người rất là bình thường luôn. Thì bây giờ đó, Vân nhìn vào một khía cạnh đó, không phải Vân nhìn họ mấy anh chị, nhưng mà Vân về công ty đó là Vân thấy được cái tầm nhìn, và Vân thấy được là công ty này nó có thật rồi, và Vân thấy được là rất là nhiều anh chị đã thành công rồi. Thì bây giờ những anh chị mà giỏi vô đây thành công thì Vân không nói đi, nhưng mà Vân nhìn vào một khía cạnh là nói xin lỗi anh Andy, anh Andy lâu làm được là tôi làm được, ok, Trinh Nguyễn làm được tôi làm được, Kiệt Nguyễn làm được tôi làm được. Những anh chị đó là rất là bình thường giống như mình thôi, nhưng mà họ khác mình cái chỗ nào mấy anh chị? Họ khác mình là họ cài đặt cái tư duy của họ là tư duy của một người không bao giờ bỏ cuộc hết, ok, không bao giờ bỏ cuộc, và họ tìm đủ cách để họ làm được công việc này mấy anh chị. Mặc dù tiếng Anh không biết, mặc dù đường đi nước bước không biết, mặc dù lái xe xa không được, mặc dù mới qua Mỹ có con nhỏ, đủ hết các lý do mấy anh chị, nhưng mà không phải vì vậy mà tại bị bởi thì là mình đừng có cài đặt cho mình cái tư duy là ồ tại tôi có con nhỏ tôi không có đi được, tại vì tiệm tôi thiếu thợ tôi không đi được, tại vì mẹ tôi bệnh, tại bị bởi thì là. Vân rất là thích cái câu của Blue Diamond Linh Cao nói chứ, nếu như nhà không cháy, con không chết thì anh chị phải có mặt ở đây. Mình nói gì nó hơi nặng, nhưng mà thật ra nó là như vậy. Nếu anh chị thật sự nghiêm túc muốn thành công trong công việc này thì mình đòi hỏi mấy anh chị, thứ nhất là mấy anh chị phải có một cái tư duy rất là mạnh. Tư duy mạnh mình lấy từ đâu? Thứ nhất là mình lấy từ những người thành công, mình họ sẽ truyền năng lượng cho mình sẽ học được rất là nhiều từ họ. Thứ nhì là mấy anh chị đọc sách,
Ok, đọc sách và nghe audiobook, đọc những cái sách mà nói về tư duy nè, nói về tư duy triệu phú nè, tư duy người thành đạt nè, nói về tư duy, mình nghiên cứu về tư duy thì mình muốn thành công thì mình phải là tư duy triệu phú đúng không? Đi những cái lớp huấn luyện và đào tạo nè mấy anh chị, và hơn nữa đó là mình nghe Confident Call mỗi ngày thì mình sẽ có lửa và mình sẽ học được. Vân tin chắc luôn, không ít thì nhiều mấy anh chị sẽ học được từ cái Confident Call, từ một ai đó mà thành công. Và đặc biệt là nếu như mấy anh chị về công ty mỗi tháng give you thì một lần đi như vậy đó, thường Vân hay nói là bằng 6 tháng ở nhà mấy anh chị học hỏi mấy anh chị. Tại vì khi mà mình về nhà đó, mình làm việc á, mình cảm thấy mình yếu chỗ nào, mình cảm thấy mình cần học cái chỗ nào đó thì mình biết rồi đúng không? Thì mình đi thẳng về công ty và mình biết ai giỏi về cái phần đó, mình tới thẳng cái người leader đó mình hỏi. Giờ bằng cách nào, thí dụ như bây giờ mình nói về cái mời đi ha. Mình nói là làm sao để học mời. Ok, mình muốn mời người để đi sự kiện. Thì mấy anh chị biết ai master về cái công thức mời, master về những cái mời thì mấy anh chị chỉ đi thẳng tới. Thí dụ như anh Tuấn Nguyễn ha, rất là giỏi về mời, thì mấy anh chị chỉ cần tới hỏi anh Tuấn bằng cách nào em có thể mời được giống như anh. Thì một cái mời Vân cảm thấy rất là tuyệt vời từ đội nhóm GIF mấy anh chị, là anh chị em leader của đội nhóm GIF làm việc bằng tâm mấy anh chị, coi như là họ biết cái gì họ trao hết cho mình, họ không có giấu giếm một cái gì hết. Chỉ có Vân sợ là mấy anh chị không dám mở miệng thôi. Ok, nếu như mà mấy anh chị đã về tới đây rồi đó mà mình không mở miệng ra để hỏi đó, mình không mở miệng ra để học á, cái gì mà mình muốn học mà mình nhát, mình sợ, mình tự hạn chế mình đó, thì cái sự thiệt thòi nó là ở mình mấy anh chị, nó là ở mình, cho nên rất là tiếc luôn. Thì Vân nhớ lúc mà Vân mới vô đó, Vân gặp rất là nhiều khó khăn mấy chị. Tại vì giống như Vân nói, Vân là một người cái bình thường, rất là bình thường, chỉ là một thợ, một người nail technician thôi, làm nail thôi, không có gì gọi là giỏi hết. Thì Vân bắt đầu từ dược thảo. Tại một số anh chị đã nghe cái câu chuyện của Vân đó, là Vân ung thư thận. Thì dược thảo nó đã cứu được cái mạng của Vân mấy chị, nó đã giúp hỗ trợ được cái bệnh của Vân. Và để rồi sau đó Vân lụm lệ được cái mạng của mình. Và phát xuất từ cái tâm mà thích đi giúp người khác thôi, chứ không phải là cái tâm làm kinh doanh nữa. Tại vì Vân không có niềm tin, lúc đó mình chưa có niềm tin là mình làm được cái gì ngoài nail hết mấy chị. Tại vì mình nằm trong ngành nail là quá lâu rồi, 15 năm rồi, cho nên mình cảm thấy là ngoài cái lĩnh vực nail mình không biết làm cái gì hết. Nhưng mà không ngờ là từ dược thảo quá là hay, quá là tuyệt vời, và đã giúp được bản thân mình, giúp được người thân của mình. Thì lúc đó Vân mới tìm hiểu về dược thảo này nó là cái gì, để Vân có thể giúp người khác thôi, chứ không phải là mình muốn kinh doanh với chị. Nhưng mà thật sự đó là đằng sau cái dòng dược thảo này nó là một cái cơ hội kinh doanh. Thì khi đó Vân thấy được rồi, và Vân thấy cái điều mơ ước của Vân á, nho nhỏ thôi mấy anh chị, là chỉ muốn có ngày cuối tuần ở nhà chơi với con thôi. Đơn giản vậy thôi, mà mười mấy năm Vân sanh ba đứa nhỏ không có thời gian với nó mấy anh chị. Thì đây Vân cảm thấy đây là cái cơ hội duy nhất để Vân đạt được cái ước mơ của mình mấy anh chị. Thì bắt đầu từ đó đó, Vân nói là bây giờ Vân không có phải hỏi là, lúc đó Vân không suy nghĩ là Vân dở nữa, Vân không có cho cài đặt cái tư duy mình là mình dở nữa. Nhưng mà bây giờ Vân cài đặt cho mình cái tư duy là bằng cách nào Vân có thể thành công với công việc này mấy anh chị. Và lúc nào trong đầu Vân cũng hỏi là bằng cách nào tôi có thể thành công, là tôi có thể làm được công việc này. Thì cái câu hỏi đó lập tức có câu trả lời là đi tới người thành công hỏi đi, đúng không? Thì lúc đó Vân mới tới những người thành công và Vân hỏi, Vân nhớ rất rõ là Vân hỏi những người triệu phú của công ty. Lúc đó là cái sự kiện cũng lớn, Vân hỏi từng người một, ai mà lên sân khấu mấy anh chị là Vân đều chạy theo xin số điện thoại và hỏi bằng cách nào ông có thể làm được million dollar circle, bằng cách nào ông có thể đứng trên sân khấu nói chuyện rất là hay như vậy, bằng cách nào ông có thể đeo được cái pin của một người team elite. Vân hỏi rất là nhiều câu hỏi mấy anh chị. Thì những cái câu hỏi đó nó giúp Vân học được và nó build được cái tư duy của Vân là một cái tư duy của người thành công. Và họ nói là muốn thành công phải gần người thành công, muốn thành công phải trở về đây đi học, muốn thành công phải là cái người lúc nào cũng tích cực, muốn thành công đi trước là cái nụ cười trên môi và không bao giờ show cho người ta thấy được là cái mặt u sầu buồn bã của mình. Ok, so đơn giản vậy thôi. Và muốn thành công phải trải nghiệm sản phẩm. Công thức của họ có nhiêu đó thôi mấy chị. Và còn cái nữa rất là quan trọng, muốn thành công đừng bao giờ bỏ cuộc ha. Tại công việc này đó là công việc có thật, công việc này đã có rất là nhiều người thành công rồi.
Ok, so bây giờ á, bản thân của mình á, là mình muốn thành công á, là bản thân của mình cứ phải đi tiếp tục mặc dù gặp rất là nhiều khó khăn. Nhưng mấy anh chị tự khuyên nhủ mình, tự build cho mình một cái mindset rất là vững là người ta làm được, tôi sẽ làm được. Anh làm được, tôi sẽ làm được. Tại anh cũng giống như tôi thôi, anh không có cái gì khác hết. Anh chỉ khác một cái là tư duy của anh là một tư duy tích cực, một cái tư duy của cái người thành công. Mặc dù anh chưa phải thành công, nhưng khi mà anh cài đặt được cái tư duy thành công, cái tư duy của một người triệu phú, cái tư duy của một cái người không bao giờ bỏ cuộc, thì chắc chắn một ngày nào đó anh sẽ tới đích. Ok, thí dụ như bây giờ Blue Diamond, anh An Nguyễn làm trong vòng 18 tháng, có một số anh chị làm trung bình 2 năm ra Blue Diamond. Mình không có lanh lợi giỏi giang như người ta, thì bản thân mình đi 3 năm cũng được, 5 năm cũng được, và thậm chí 10 năm cũng được mấy anh chị. It's worth it. 10 năm cũng đáng lắm, rất là xứng đáng. Rất là xứng đáng mấy anh chị. Nỗ lực trong 10 năm, trong 5 năm mà mình có thể có hoàn toàn tự do. Mấy anh chị, hoàn toàn tự do thì why not? Tại sao không phải? Đúng không? Tại sao không phải là mình? Tại sao mình không chịu đi? Người ta, những cái người đi trước đó là những người rất là vất vả, rất là vất vả để lót đường cho mình, để mở đường cho mình, để khai thác những cái công thức này công thức kia cho mình. Những người đi sau mấy anh chị ơi, mình sướng lắm. Những người đi sau mình đã được lót đường sẵn hết rồi. À, những cái gì mà người ta đi trước, người ta thành công, người ta truyền đạt lại cho mình y chang như vậy, thì mình chỉ có nắm cái công thức thành công đó mà mình đi thôi. Mặc dù khó khăn thì mình sẽ té, nhưng mà mấy anh chị, mình ngã về phía trước. Khi mà mấy anh chị ngã đó, mấy anh chị ngã về phía trước, thì mình khi mình đứng lên á, thì mình đứng lên mình đi tiếp, mình ngã về phía trước nữa. Thì khi mình đứng lên mình ngã về phía trước, mấy anh chị càng ngã về phía trước, và đừng bao giờ nhìn về phía sau, cứ đi về phía trước kia. Riết một ngày nào đó mấy anh chị chắc chắn sẽ tới đích. Tại vì mình ngã về phía trước không mà, đúng không? Chắc chắn mình sẽ tới đích. Và khi mình tới đích rồi đó, thì người ta chúc mừng mình mấy anh chị. Người ta nói chúc mừng bạn, bạn đã trở thành team lead, bạn đã trở thành million dollar circle. Chứ đâu có ai mà hỏi mình cái câu là bạn đã ngã bao nhiêu lần, bạn đã té bao nhiêu lần, bạn đã thất bại bao nhiêu lần mới tới đây đâu, đúng không? Cho nên là mấy anh chị, mình cài đặt cho mình một cái tư duy là cái tư duy của một người lúc nào cũng sẵn sàng thành công hết. Và một cái nữa không có ngoài là cống hiến cho đi. Ok, mình biết cái gì mình cho đi, mình cống hiến tới đó, thì cái sự cống hiến của mấy anh chị đó là cái sự thành công mình sẽ sắp tới rồi đó. Và hơn nữa, trong công việc của mình á, là có ba cái công thức thành công, gồm có tư duy, kỹ năng và kiến thức. Mình phải có ba cái này thì mình mới thành công được. Nhưng mà trong ba cái này đó, cái tư duy là cái chiếm nhiều nhất, 80% mấy anh chị. 80% cái tư duy thành công của mình, nó sẽ giúp mình thành công. Kỹ năng, kiến thức, mỗi cái chỉ có 10 thôi. Tại sao? Là tại vì nếu anh chị không có kiến thức, mấy anh chị có thể kết nối 3 đường dây với những anh chị thành công để họ có thể giúp mình nói về kỹ năng, nói về kiến thức. Nhưng nếu mà cái tư duy anh chị nghèo nàn đó, thì không có ai có thể giúp mình được hết. Ok, nếu tư duy mấy anh chị là một cái tư duy của người phàn nàn, của một người lúc nào cũng complain, cũng kể lể này hết, không có ai có thể giúp mình được hết. Chỉ có bản thân của anh chị mới giúp mình được thôi. Ok, cho nên là mình sẽ thay đổi ha. Mình sẽ thay đổi. Và mấy anh chị mà thật sự muốn nghiêm túc thành công đó, là mấy anh chị phải có một cái tư duy của người thành công trước. Và nếu như anh chị có thể gần được những người thành công, mấy anh chị học cần những cái gì cho kiến thức của mình, cho cái gì đó mà mấy anh chị cần, mấy anh chị học, mấy anh chị mở miệng đi, họ sẽ giúp mấy anh chị hết tất cả những cái gì anh chị cần, anh chị sẽ được giải đáp hết. Đặc biệt là cái give you mấy anh chị, đó là cái mà Vân khuyên. Tại bản thân của Vân đó là Vân nhờ những cái sự kiện mà Vân mạnh dạn hơn. Tại vì lúc đó Vân không có nghĩ, giống như tư duy mình yếu, mình không có nghĩ mình làm được. Nhưng mà nhờ sự kiện nó build mình từ từ thành một người cứng cáp, thành một người vững vàng, thành một người mạnh mẽ. Sau đó thì mình có đội nhóm rồi đó, thì mình mới lead được đội nhóm mình. Mình mới đào tạo và huấn luyện được đội nhóm của mình mấy anh chị. Đừng có nghĩ là mình vô đây là sẽ có kết quả liền. Và đừng có nghĩ là mình vô đây, tại sao tôi nói 10 người mà không có ai nghe tôi hết, có nghĩa là công việc này nó không có thích hợp với tôi mấy anh chị. Cho nên là mấy anh chị đừng có nghĩ điều đó. Nhưng mà mấy anh chị phải nhìn vào một khía cạnh là tại vì mình chưa đủ kiến thức,
chưa đủ kỹ năng và tư duy mình chưa đủ mạnh. Bây giờ thử hỏi mấy anh chị, mình xây một cái nhà mà mấy anh chị xây nhà trên cát, ok, thì mấy anh chị nghĩ coi cái nhà của mình nó có vững không? Cho nên là mình phải cho cái nhà của mình có một cái nền trụ rất là vững, cái nền phải vững, cái tư duy phải vững. Cái tư duy của mình là cái nền nhà của mình đó, cái tư duy mình phải vững, phải chắc, cái cột nhà phải chắc, phải vững. Thì cái nhà của mấy anh chị mà xây lên đó, có đẹp, có cỡ nào đi nữa, nó cũng gió mưa nó sẽ không có quất được mấy anh chị, không có ngã được. Cho nên nếu như mà mấy anh chị cảm thấy đó mà cái kỹ năng kiến thức tư duy mình còn yếu đó, là Vân khuyên một cái mà mình học nhanh nhất đó, là mấy anh chị nên tìm những người có tư duy tích cực, nên tìm những người có tư duy thành công. Và mấy anh chị tận mình nói cái từ tận dụng thì nó hơi quá đáng, nhưng mà mấy anh chị nên tận dụng những người đó, hỏi những người đó, họ không có ngại là trả lời cho mấy anh chị đâu, và họ rất là sẵn sàng để trả lời những cái câu hỏi của mấy anh chị. Tại vì bản thân của họ, đặc biệt là những người offline, họ muốn mấy anh chị thành công còn hơn bản thân của mấy anh chị thành công, còn hơn bản thân của mấy anh chị muốn mấy anh chị thành công nữa, mấy anh chị có tin không? Cho nên là mấy anh chị cứ tận dụng họ đi. Đặc biệt là mình có 6 đời offline, là cho nên mình cứ tận dụng họ. Bằng cách nào em có thể thành công giống như anh? Công thức của anh là cái gì? Làm thế nào để có kết quả? Thì khi mà mình làm như vậy đó, thì chắc chắn, Vân tin chắc mấy anh chị sẽ có ngày thành công. Và họ cái sự thành công của mình đó, là mình coachable, có nghĩa là họ đưa cái công thức như thế nào, họ dạy mình như thế nào, mình làm y như vậy. Đừng có cãi và đừng có ráng cố gắng mà tôi có cái ý kiến hay hơn anh. Mấy anh chị mấy anh chị có cái kho nó cứ vô hoài. Cái mà Vân thấy đó, có một số anh chị đó là mới vô thôi mà bây giờ tới hỏi, cũng tới những người thành công để hỏi là bây giờ làm sao để tôi có thể thành công, thì người ta đưa ra cái công thức thành công của người ta đã từng trải và người ta đã có kết quả rồi. Nhưng mà ngược lại là người đó lại nói là tôi có công thức hay hơn nữa để tôi thử làm. Thật sự mấy anh chị đừng có waste time, đừng có uổng thời gian làm như vậy. Tại vì người ta đã từng trải, người ta đã thành công rồi, thì mình cứ đơn giản thôi, mình cứ học theo những người thành công mà mình làm thôi. Còn những cái mà suy ra cái này cái kia cái nọ đó, mấy anh chị không cần thiết, không nên, ok. So cũng hết giờ, cho nên là lời cuối cùng là Vân nhắn nhủ với tất cả các anh chị đó, là công việc này có thật và mình sẽ chắc chắn có cái ngày thành công, giống như những người trên sân khấu, giống như những Blue Diamond và Tim Elite và những người triệu phú trên sân khấu. Chắc chắn mình sẽ có cái ngày đó, với một cái điều kiện là mình phải làm giống như họ. Ok, họ trend như thế nào mình làm y như họ thì mình mới có được cái sự thành công giống như họ. Và đặc biệt hơn nữa là sẽ là cái người tự build cho mình một cái tư duy giống như họ trước đi ha. Tư duy thành công, tư duy tích cực, tư duy triệu phú. Thì Vân tin chắc là mấy anh chị sẽ có ngày thành công. Ok, rồi Vân mến chúc mấy anh chị một ngày làm việc rất là vui vẻ và gặt hái được thành công. Và đặc biệt là những anh chị em ở công ty, ở Give You hiện bây giờ ha, một lời khuyên cho những anh chị đó, anh chị nên take note, nên lấy giấy viết ra ha, lúc nào cũng có tập vở trong tay hết. Và mình nên chạy lên những người thành công, là mình nắm áo họ. Mấy anh chị, công thức thành công anh là cái gì? Cho em một lời khuyên, ok. Và mấy anh chị nên ghi xuống nha, ghi xuống rất là cụ thể là lời khuyên của họ là cái gì. Mấy anh chị về làm y chang như vậy thôi là Vân tin chắc luôn mấy anh chị sẽ một ngày gần lắm luôn, mấy anh chị sẽ đi còn ngắn hơn họ nữa và thành công còn hơn họ nữa. Mấy anh chị tin không? Phải tin bản thân của mình nhá, ok. Rồi, sẽ không có người thất bại, chỉ có người bỏ cuộc mà thôi. Mà nếu anh chị bỏ cuộc, mấy anh chị sẽ vĩnh viễn không bao giờ thành công, ok. Rồi, Vân thân ái xin chào cả nhà nhé, bye bye. Nếu mà anh chị thấy cái này, cái Facebook Live này có lợi ích cho mình và cho bạn mình, thì mấy anh chị nên share ra để cho bạn mình cùng học hỏi. Thank you. Bye cả nhà.